Son môi em đánh mỗi order bên Tây, bao anh yêu đứng lúc em... Hi, lại là mình đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại đến với những cây son tuyệt vời của The Nature Book nhé. Với dòng son No Black là dòng son lì của The Nature Book, thì chúng ta sẽ thực hiện đánh full một toàn bộ môi của người mẫu. Cần em nói thích gì, mai là có không nghĩ gì. Chất son của dòng No Black rất là đẹp, nó rất là lì nhưng không hề gây ra hiện tượng khô môi. Chúng ta có thể zoom cận và cũng ta có thể thấy được là không hề có một cái vân môi nào cả. Một tip để chúng ta đánh son full môi, full viền môi, thì chúng ta sẽ sử dụng cọ để có thể tỉa những cái đường nét, cũng có thể đi sâu vào những cái vùng góc môi. Vừa gặp lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Ngoài ra với thiết kế son theo hình vát này, chúng ta có thể sử dụng để đánh trực tiếp lên môi một cách rất là dễ dàng. Muốn được úp vào em, mà nếu em thấy cuộc đời còn nhạt để anh dùng nhạc cùng muối xả lên. Anh biết em khổ từ nhỏ, ngày nào cũng phải nghĩ cách tiêu tiền khi em phải sống trong một gia đình có một năng lực tài chính siêu nhiên. Nghe thoáng thoáng là em chủ tịch, hoặc cả tháng vẫn không đủ lịch. Mẹ làm chủ một chuỗi nhà hàng mấy chục chi nhánh ở tận bên Sinh. Thời gian bên em thì ít vì có những hôm phải bận quên mình. Em đi siêu xe em ở biệt thự, cứ sao em vẫn lận đận duyên tình. Vì bạn anh thì on the beat, anh nhìn em thì yêu ra phết. Ba mẹ anh thì lo ra tết, sợi dây tơ hồng của đôi ta kết. Còn phải một mình mỗi ngày 20.500 chẳng hai mình ăn mệt muốn đầu ngập mặt luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa hợp một đôi như dành cho nhau ấy, chẳng yêu kiểu gì luôn sao giống như phim vậy. Thường ngày kể về em ba mẹ anh hết lời, giờ mà về làm dâu chắc là thương suốt đời. Vì nụ cười của em anh mộng mơ sớm tối, vừa làm lần đầu tiên anh đã say mê rồi. Chúng ta vừa được xem swatch 5 màu son của dòng No Black của The Nature Book. Và bây giờ chúng ta có thể biến hóa thêm một vài màu sắc nữa. Trên tay mình là hai thỏi son No Black số 104 và một số 105. Và bây giờ Hiếu sẽ thực hiện cách mix màu. Chúng ta sẽ mix theo tỷ lệ 2-1, hai màu, hai phần màu 105 và một phần màu 104. Để đạt được hiệu quả màu tối đa thì chúng ta sẽ sử dụng cọ và tán nhẹ cho đến khi son lên được màu như ý mình. Và cái màu mà mình đang pha ra đây sẽ là màu hồng baby. Thật là dễ dàng khi mà chúng ta có rất là nhiều thỏi son. Thế nên là chúng ta có thể mix ra những cái màu sắc để nó phù hợp với trang phục, cũng như là phù hợp với hoàn cảnh, cũng như là phù hợp với cái sở thích của mình. Không cần phải một mình mỗi ngày 20.500 chẳng hai mình ăn mệt muốn đầu ngập mặt luôn để cuộc tình mình sẽ trăm năm. Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Một đôi như dành cho nhau ấy. Với hai màu son 105 và 104 thì chúng ta đã ra được một màu son hồng baby. Nó có độ tươi hơn màu son 105 nhưng mà nó lại kiềm chế được cái sự sắc quá là rực của màu 104. Với một tông đỏ ruby và một tông hồng cánh sen, chúng ta sẽ mix ra được một màu son hồng đỏ rất là đẹp. Anh lại nghĩ bông đùa, đẹp trai nhưng anh không dối đâu, dối đâu. Anh không giống như là bao chàng trai em từng thấy bấy lâu, từng thấy bấy lâu. Bé đến năm bây giờ anh chỉ yêu một người. Hiếu vừa thực hiện xong sự mix màu giữa 104 và 101. Đây là một màu son hồng đỏ rất là đẹp. Nhà giàu lại còn xinh em là cô gái vàng, mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhân làng. Mình vừa hợp một đôi như dành cho nhau ấy. Vậy nếu chúng ta sẽ pha màu son 105 và 103 thì nó sẽ ra màu như thế nào nhỉ? Giờ mà về làm dâu
khi mix hai màu son này thì nó sẽ ra ngay một màu hồng đỏ, một màu hồng cam, là màu san hô rất đẹp. Màu son này rất trơn. Có lẽ như chân thành em lại nghĩ bông đùa, đẹp trai nhưng anh không dối đâu, dối đâu. Anh không giống như là bao chàng trai em từng thấy bấy lâu, Chúng ta vừa pha ra được màu san hô rất là đẹp. Đây là một màu sắc rất là trendy, phù hợp với tất cả các bộ trang phục cũng như tất cả các cuộc đi chơi, vừa tạo ra sự trẻ trung vừa năng động. Chúng ta vừa thực hiện Swatch, những màu son rất là tuyệt vời đến từ thương hiệu The Nature Book. Và hy vọng mọi người sẽ chọn được những màu son yêu thích để sở hữu nhà. Và đừng quên follow The Nature Book. Xin chào và hẹn gặp lại.